Tâm Anh xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin gửi đến quý vị một tin tức tại Việt Nam, đó là Nữ trưởng phòng bị đánh ghen, cả trăm người đến xem. Tôi định bỏ qua cho vợ để gia đình trọn vẹn, các con không bị thiệt thòi. Thế nhưng, việc vợ tôi ngoại tình bị đánh ghen đã có hàng trăm người biết đến. Tôi và vợ đã có 14 năm hôn nhân, cả hai cùng nghề kế toán, nhưng vợ tôi làm trưởng phòng, còn tôi chỉ là nhân viên. 8 năm trước, vợ tôi mang thai em bé thứ hai Tôi từng mắc sai lầm khi say nắng một cô em đồng nghiệp. Tuy nhiên, chuyện của chúng tôi chỉ mới dừng lại ở mức quan tâm, cùng nhau đi ăn uống, xem phim thì bị vợ tôi phát hiện. Cô ấy họp gia đình và đòi ly hôn. Tôi phải ra sức ngăn ăn năn hối lỗi, cô ấy mới dần tha thứ. Từ đó tôi dặn lòng không bao giờ được lặp lại sai lầm với vợ. Tôi sợ vợ, yêu vợ và chiều vợ tôi nhiều hơn kể từ đó. Đến mức cả công ty ai cũng nói rằng tôi là ông chồng quốc dân. Vậy nhưng, có lẽ vì chưa quên được chuyện cũ, hoặc vì công việc của tôi thua kém vợ nên cô ấy vẫn không hài lòng với tôi. Tháng 3 năm ngoái, cô ấy còn cho tôi một cú đánh trời giáng khi vào nhà nghỉ với người yêu cũ và bị bạn thân của tôi phát hiện. Sau đó, cô ấy khóc lóc và cầu xin tôi rất nhiều. Cô ấy nói rằng cô ấy say rượu nên đã bị lợi dụng. Tôi giận đến run người, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, nhưng nghĩ đến các con và cũng nghĩ đến việc mình đã từng mắc sai lầm nên tôi bỏ qua thế nhưng cách đây một tuần cô ấy lại lặp lại sai lầm đáng nói lần này tôi muốn bỏ qua cho vợ cũng rất khó vợ tôi đã ngoại tình với một gã lái taxi không biết mối quan hệ đó kéo dài được bao lâu nhưng vợ của gã đó đã phát hiện và kéo người đến nhà tôi đánh ghen cô ta dẫn theo ba thanh niên và hai người phụ nữ đến lăng mạ làm nhục vợ tôi ngay trước cửa nhà tôi hàng xóm của tôi đổ ra xem rất nhiều bố mẹ tôi ở cách đó vài trăm mét cũng biết chuyện đã chạy đến chứng kiến và can ngăn chưa hết mấy người đó còn quay video rất có thể sẽ đăng lên mạng xã hội để sỉ nhục vợ tôi tôi thật sự thấy xấu hổ mấy hôm nay tôi không còn mặt mũi nào để nhìn bố mẹ anh em bạn bè đồng nghiệp mỗi ngày đến công ty tôi chỉ ngồi một chỗ không dám nhìn thẳng vào mắt ai vì sợ người ta coi thinh chuyện gia đình mình vợ tôi bị người ta cắt tóc nham nhở rạch vài vết ở mặt nên đã xin nghỉ phép Cả ngày cô ấy đóng chặt cửa trong phòng và không nói với tôi bất cứ lời nào. Hôm nay cô ấy nhắn tin cho tôi, bảo tôi chuẩn bị thủ tục ly hôn. Cô ấy không dám đối diện với tôi và gia đình tôi nữa. Cô ấy cũng không thể nhìn mặt hàng xóm láng giềng, nên sẽ lặng lẽ dọn khỏi nhà. Tôi thực sự bị tổn thương và xấu hổ vì việc cô ấy gây ra. Tôi cũng nghĩ chúng tôi cần phải ly hôn vì chuyện ngoại tình của cô ấy đã có hàng trăm người chứng kiến. Chắc chắn tôi sẽ bị người ta cười nhạo nếu không dám dứt khoát với người vào lăng loàn này. Thế nhưng thấy cô ấy tiều tụy tôi lại có chút không đành Nên tôi phải làm gì lúc này Ly hôn hay đạp lên tất cả Bỏ qua cho vợ một lần nữa không Mong mọi người cho tôi lời khuyên Thưa quý vị Đời sống hôn nhân lúc nào cũng có hạnh phúc và sóng gió Mọi người Ai cũng muốn chia ngọt sẻ bùi Và cùng nhau gắn kết xây dựng gia đình Vợ chồng giúp đỡ nhau Nuôi dưỡng con cái nên người chúc quý vị mỗi ngày được êm ấm, bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Tâm Anh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này trên Việt Cai TV khắp Hoa Kỳ và Canada. Mời quý vị bấm subscribe, đăng ký kênh YouTube Việt TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Xin trân trọng, kính chào.